Quang chào đón tất cả quý hành giả của đạo tràng Bình Quang Ni Tự. Chúc quý vị một ngày tu an lạc trong chánh pháp. Rất là cảm ơn sư cô dành nhiều tình cảm cho chúng tôi mà dành những lời hết sức là đẹp và thanh nhã. Chứ thực chất thì chúng tôi cũng không có ghê gớm như vậy đâu, cũng là ông thầy chùa không có tóc thôi. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thực ra nhận lời mời của ni trưởng cũng gần một năm rồi, thầy mới có dịp tới được Bình Quang. Và một điều mà làm cho thầy hết sức là cảm động chen lẫn với tự hào là quý Phật tử ở đây tu tập nghiêm túc. Mình tự hào rằng giữa những hoàn cảnh dẫy đầy, những ngang trái và những nỗi khổ đau còn chất chứa ở trong lòng mình chưa có giải pháp, thế mà quý Phật tử vẫn tinh tấn tới chùa để tu tập. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, nếu như cho quý vị có một thệ nguyện thì quý vị sẽ thệ nguyện được làm cái gì? Từ hồi nào tới giờ chúng ta đọc tụng chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn, phải không? Không phải nữa hả? Chúng sanh vô biên thệ nguyện đoạn thì chết rồi, có bao nhiêu mình vớt hết rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thấy không? Quý vị không thuộc kinh, nghe thầy đọc sai một chữ mà không biết, không phát hiện ra, gật đầu liền. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà tự nhiên bây giờ mình thệ nguyện đoạn, tức mình gặp đứa nào mình xử đứa đó. Vậy thì còn cái gì từ bi nữa? Mình học cái đạo gì? Đạo sát thủ, chứ không phải là đạo từ bi nữa. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là bốn nguyện lớn của người học Phật. Và học Phật chỉ mong một điều duy nhất, đó là chúng ta diệt trừ đi những nỗi khổ đau do chính mình gây tạo bởi nghiệp chướng. Bây giờ mình xếp bốn cái nguyện lớn đó qua một bên. Thẳm sâu trong đáy lòng của quý Phật tử, chúng ta ước muốn điều gì nhất? Giờ xin phép hỏi nha. Dạ mời bác. Mô Phật, con trước khi mà con điều thứ nhất, khi mà cho con về, khi mà con lâm chung được về cảnh cực lạc để con tu tập, tại vì con bây giờ thì cũng non kém quá, con muốn ngày con đã vị bản và con đã qua đời thì con còn học tiếp để mà tu tập thêm. Dạ, cảm ơn bác. Thứ nhất của con là như vậy thôi. Dạ, đâu có muốn gì đâu, muốn giảng sanh à. Dạ, cũng muốn đơn sơ vậy đó. A Di Đà Phật, cho đại chúng cho một tràng vỗ tay để tùy hỷ với lại ước nguyện chân chánh của bác này. Xin mời một thế hệ trẻ hơn. Xin mời cô mang mắt kiến ở phía dưới đó. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bái bạch kính lại thầy. Dạ, con là pháp danh là Thường Hoa, con quy y ở trong thành phố. Lâu rồi mà con cũng không có dịp, con mong muốn gặp thầy lắm nhưng mà con không có dịp gặp thầy. Con thầy đi thấy... tới chùa thầy thì gặp thầy, chứ đi rong rong ngoài chợ Bến Thành sao gặp thầy được. Dạ, con đi vô trong thành phố, con đi khắp nơi, con nói con tu, chùa nào con cũng đến tu hết, con mong gặp thầy. Mà con không có thể nào gặp được thầy hết. Mà bữa nay là con ở trong thành phố, con mới vừa về được 2 ngày thì con lại được gặp thầy. Thì đây là một cái nhân duyên lớn đối với con. Con thì trước tiên là con xin kính chúc thầy sức khỏe dồi dào. Con xin có ý kiến về cái ý kiến thầy hỏi là các Phật tử, là từng Phật tử là ai muốn cái điều gì nhất. Thì đối với bản thân con thì con ước muốn là tất cả mọi người đều học Phật Pháp, đều biết tu và tu, đều biết ngồi thiền
tất cả mọi người đó là đều biết thiền, tu tập thật tốt, và mọi người đều được sống trong cảnh hòa bình, an nhiên, tự tại và sống hiền hòa với nhau. Dạ. Mọi người cùng chung thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Dạ, dạ. Mô Phật con. A Di Đà Phật. Thôi quý vị cho một tràng vỗ tay đi để mình bắt chước theo con đường Bồ Tát của cô Hoa Thường Thường Hoa vậy đó. Xin phép thầy nãy giờ con một ý kiến. Dạ, rồi xin mời một ý kiến con lai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa viện chủ ở Bình Quang Ni Tự và kính bạch thầy Thích Thiện Thuận. Trời ơi, con hại danh hại tánh ra nữa, khổ dạ, ghê. Dạ, con ngưỡng mộ thầy từ lâu rồi. Thì hôm nay con thưa với thầy bạch thầy là con đã là Phật tử rồi. Thì ít nhiều con cũng dính dáng vào cái tà áo hay là gốc chân của ông Phật Di Đà Phật Thích Ca một chút xíu rồi. Nhưng mà hôm nay thầy hỏi muốn gì? Thì con muốn con là làm con Phật. Từ trước đến nay con đã là Phật tử rồi mà con chưa mãn nguyện đâu. Hôm nay thầy hỏi là muốn gì? Thì con muốn là con là làm con Phật. A Di Đà Phật. Đó. Con chỉ muốn làm con của Phật để muôn đời dưới ánh đạo bình an. Phải không? Dạ, thôi được rồi, cảm ơn bác. Vâng. Dạ, xin mời cô. Nó được dịp rồi, nói đi. Nào giờ đi nghe giảng không ai cho nói đúng không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy và cùng các bạn đồng tu. Dạ, con đã được nghe nhiều đĩa mà thầy đĩa nối lại tình xưa, bóng mây và nhiều đĩa vân vân khác. Con rất là ngưỡng mộ thầy và hôm nay là con được gặp thầy, con rất lấy làm sung sướng và vô cùng vui mừng và được gặp thầy hôm nay. Dạ, dạ trở lại vấn đề là con thì có một cái ước muốn như thế này đó, từ lâu con lại nguyện ở trong lòng là con không muốn vãng sanh về cực lạc Tây Phương, nhưng mà con muốn sau khi con chết đi á, con được trở lại cõi ta bà này và con được trở lại là cái thân nam giống như thầy vậy á. Con được hiểu được cái giáo lý chánh pháp, đi hoàn pháp độ sanh để cho tất cả mọi người đều biết cái giáo lý được Phật để tu, để cuộc đời này không còn tham sân si và không còn cảnh đau khổ nữa. Rồi con tu là biết chừng nào mà lúc nào được thành Phật thì thành Phật, còn con tu thì con cũng thích là đi hoàn pháp độ sanh để cho cái thế gian này bớt đau khổ. Dạ, thưa thầy Mô Phật, dạ con xin hết ạ. Dạ. A Di Đà Phật. Tu mà không muốn vãng sanh, cũng không muốn thành Phật nữa. Chứ muốn làm ông thầy để giảng pháp rồi muốn thành chi thành nữa. Phải công nhận một điều là Phật tử ở Phan Thiết tu rất là tinh tấn và tâm nguyện ai cũng lớn hết. Có người còn không muốn thành Phật nữa kìa, ghê vậy đó. Cái này là nói cho thế gian là hơi chảnh đó nha. Ta tu, ta mong giảng sanh này, tu không cần giảng sanh, ta tu muốn thành Phật này, không muốn thành Phật, muốn thành ông thầy rong rêu trong cõi ta bà vậy đó. Dạo quanh bốn bể là nhà của ta, phải không? Nhưng mà nhà đó là nhà gì? Bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Trời, sống như thế thì thôi nhàn quá rồi. Nhưng mà thật sự mình có an lạc hay không, mình có giải thoát hay không là cả một vấn đề. Thầy có đặt một cái câu hỏi này với lại một đạo tràng nọ. Đa phần đều lo lắng với cái phù du, cái thay đổi mau chóng, phải không? Quý vị có sợ phù du không? Nhưng phù du là gì? Vâng, hôm nay thầy xin phép trình bày với lại tất cả quý Phật tử trong đạo tràng Bình Quang thành phố Phan Thiết này qua chủ đề kiếp phù du. Phù du tức là nó không có bền, nó không có chắc. Chữ phù là nổi, chữ du tức là trôi lăn. Đây là chỉ cho một cái kiếp sống mà nó bấp bênh, nó không có bền chắc, nó nổi rồi nó chìm, nó có rồi nó mất. Và các khoảng thời gian nó có với nó mất, nó nổi với nó chìm, nó thành và nó bại, nó diễn ra rất là nhanh. Cái đó gọi là kiếp phù du.
Có hai câu thơ mà diễn tả về kiếp phù du, chỉ cho cuộc sống mong manh của chúng ta. Hồn hồ điệp hãy còn trong mộng, kiếp phù du than khóc dưới đèn. Đây là hai câu ở trong một bài thơ gồm có bốn câu, mà tại vì hai câu sau nó đặc sắc hơn. Quý vị muốn nghe luôn hai câu đầu không? Trăng hôm qua sớm xứ lạ thảm thê, phải đến rừng mờ thân cô lạnh lẽo. Hồn hồ điệp hãy còn trong mộng, kiếp phù du than khóc dưới đèn. Đây là một cái lời than quán của một người vợ đối với một người chồng khi đối trước cảnh tử biệt. Người ta mượn một cái ánh trăng, trăng dằn dặt ngày hôm qua còn chiếu sáng, nhưng hôm nay lại phải đến một cái xứ xa, trăng đã lặn mất rồi. Đến một cái khu rừng mờ ảo, thân cô lạnh lẽo là cái xác thân của người chồng đó gửi lại nơi đồng quan. Hồn hồ điệp hãy còn trong mộng, tức là chỉ cho cái giấc mộng của bướm. Đây là một cái điển tích, là chỉ cho cái đời sống vợ chồng. Nhưng than ôi bây giờ chỉ còn lại kiếp phù du than khóc dưới đèn, là chỉ cho những cái con gì mà nó hay bay vô đèn đó. Quý vị nhớ cái con gì? À đúng rồi, con thiêu thân, tự nhiên quên tên nó mất. Thầy tính kêu là con bộ hóng. Nói theo tiếng nhà quê thầy kêu con bộ hóng, ở quê thầy kêu con bộ hóng không à. Phải không, nó thấy đèn nó bay vô. Nhưng mà nói cho nó văn chương hơn, đó là con thiêu thân đấy. Tức là cái cuộc sống người ta nó khổ sở, hôm qua còn sum họp, còn thương yêu, còn trao gửi lời thương, ánh mắt ngọt ngào. Thế mà bây giờ chỉ còn lại là kiếp phù du, than khóc dưới đèn. Thì một con thiêu thân nó bay vào ánh đèn, thì tất cả chỉ còn lại ô hô, vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết. Không còn gì nữa hết. Cho nên chúng ta biết cái phù du thứ nhất mà mình phải đón nhận trong cuộc đời này, đó chính là thân mạng này phù du. Quý vị có công nhận là thân mạng mình phù du không? Tức là nó không bền. Nó bây giờ ở đây có mấy bác nè, 80 tuổi, 70 mấy tuổi nè, thì chúng ta cũng có thể nghĩ được cuộc đời này kéo dài là 100 năm. Đó là cái quan điểm dân gian của đời thường. Cho con người ta sống 100 năm. Nhưng mà bây giờ nè, bữa nào buồn buồn thầy trò mình đi ra thành phố buồn chơi một bữa ha. Quý vị biết thành phố buồn không? Nghĩa địa đó. Mình ra đó mình tham quan vòng, mình nhìn vô mấy cái mộ bia đó, mình coi có được mấy người trăm tuổi nằm ở đó. Lập tức mình sẽ thấy có thể mai này mình sẽ dời hộ khẩu ra đó. Phải không? 1 tuổi cũng có, 10 tuổi cũng có, 5, 30 tuổi, thậm chí 7, 80 tuổi cũng có. Nhưng mà mình làm sao mình biết chắc được mình ngày nào sẽ nằm xuống. Cho nên rõ ràng thân của mình là phù du bọt bèo, không bền, không có chắc. Thân của mình nó không có bền. Nhưng mà đụng tới thân của mình, quý vị thấy làm sao? Bữa hôm con cái cô Phật tử đó đi vô chùa, đứt tay thôi, cả cái chùa nó rộn ràng lên. Trời ơi con đứt tay, trời ơi máu. Đứt cái tay đâu phải là lần đầu tiên mới đứt đâu, phải không? Đứt cái tay có một chút xíu không, hét toáng lên, làm cho mấy thầy rối rắm dễ sợ luôn vậy. Tưởng nó là chết tới nơi vậy. Thì băng lại thôi chứ có làm gì đâu à. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Nhưng mà mục đích là gì? Mục đích là cho quý thầy biết con đã đứt tay, con vô đây con làm con bị đứt tay. Vì mấy thầy mà con đứt tay. Ghê không? Rõ ràng thấy cái thân mình không phải phù du, cho nên mình mới la làng la sớm lên như vậy. Thân này là phù du, là không chắc,
là không bền, thế mà người ta cứ bám víu, cứ níu kéo. Ở đây quý vị có níu kéo thân này không? Có không? Sao im ru vậy? Im ru là chấp nhận rồi phải không? Bữa hôm thầy có hỏi một bác kia, bác nói trời ơi thôi thầy, cái thân này có cái gì đâu mà đáng quý, thân này có cái gì đâu mà cần phải chăm sóc. Nói hay lắm, mà nhìn lại móng tay móng chân đỏ chét à. Không phải sơ móng tay móng chân là điệu hạnh là có tội lỗi, không phải. Nhưng mà quý vị biết không, nếu như sơn quen rồi, tới một lúc nào không sơn quý vị chịu nổi không? Khó, khó vô cùng. Giống như mình ăn cơm xong mình có miếng trái cây ăn la sét nó quen rồi, tới lúc nó không có cứ mình khó chịu. Phải trải qua một thời gian chúng ta mới quen trở lại, vì cái tánh tham của mình nó bám gốc bám rễ rồi. Cho nên mình tu tập chính là ở chỗ hạn chế mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít những cái tâm tham đó. Cái tâm tham này nó khôn lắm, không phải đợi tới khi chúng ta đeo hột sòn cục cục mới gọi là tham đâu, phải không? Ngồi cái chỗ gần cái vách tường để dựa, tham không? Tham. Ngồi chỗ gần cái quạt cho nó mát, tham không? Ngồi chỗ nào nhìn mặt ông thầy cho nó rõ, tham không? Thôi chết rồi, quý vị bị gài hết rồi. Quý vị bị gài hết trơn hết trọi rồi. Tâm tham nó vi tế như thế đó. Chứ không phải đợi chúng ta ở một cái nhà cao, cửa rộng, rồi chúng ta có nhiều phương tiện tốt mới gọi là tham, thực chất không phải. Mà cái tham này nó diễn ra từng ngày trong cuộc sống của mình, từng ý niệm một. Thí dụ như ăn cơm là phải có canh nè, không có canh là nuốt không vô, đó cũng là tham. Thân của mình nó không bền, nó sẽ rã, nó sẽ tan biến. Thì như vậy chúng ta chỉ vừa đủ chăm sóc cho nó được tồn tại đến khi chúng ta được an lạc trong cuộc sống bằng đạo mà chúng ta thực tập. Thân chỉ là một phương tiện, như một chiếc bè giúp chúng ta qua sông, như một chiếc xe để chúng ta đỡ mệt mỏi bằng bộ hành. Nhưng xin thưa, đường sanh tử nó dài, thì cũng giống như mình là lữ hành trên sa mạc thênh thang. Thân này rồi cũng sẽ bỏ, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới, tức là thọ lại một chiếc thân mới. Đa phần quý vị đã biết qua hình ảnh của nhân vật Trần Huyền Trang, mình quen gọi là đường Tam Tạng. Cuộc hành trình đi từ Đông Độ sang Thiên Trúc Thỉnh Kinh được ghi chép lại trong bộ sách nổi tiếng, đó là Đại Đường Tây Vực Ký. Suốt 16 năm Ngài Huyền Trang đi qua bên Thiên Trúc để thỉnh kinh. Và cuộc hành trình đó đi qua nhiều cái quốc gia có những tập quán rất là đặc biệt, như là Tây Lương Nữ Quốc. Quý vị nhớ đoạn đó không? Đó, đó là một cạm bẫy lớn của cuộc đời, đó là một khúc quanh của đường tăng. Thì có một đoạn đường phải nó cam go nhất trên cái đoạn đường hành đi thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang, đó là đi qua cái quan mạc, một cái quan mạc rất là lớn, một cái sa mạc rất là lớn, và tương truyền rằng không có ai có thể đi qua được cái sa mạc đó hết. Nguy hiểm đe dọa, đó là thời tiết khắc nghiệt, ban ngày nó có thể nhiệt độ lên đến 50 độ C, và ban đêm cái sa mạc đó nhiệt độ xuống còn dài 3 độ, thì không có một cơ thể nào có thể chịu đựng nổi cái sự thay đổi nhiệt độ như thế hết. Chưa kể tới bão cát, rồi đói khát. Cho nên dọc theo con đường của Ngài Huyền Trang đi, quý vị thấy trong phim nó có những cái bộ xương trắng đó. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang có thể đi qua được cái sa mạc đó? Vì Ngài thấy được thân của Ngài là phù du. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, Ngài Huyền Trang ghi rất là rõ. Chính vì Ngài quán chiếu thấy được cái thân của Ngài là phù du, tức là nó không có chắc, nó đã chết nhiều đời nhiều kiếp rồi, trong sanh tử luân hồi, sống đi rồi chết, chết rồi bắt đầu sống, sống rồi chết, cứ như vậy nó chập trùng từ đời này qua đời khác,
từ kiếp này qua kiếp nọ, không phải chỉ mỗi một đời này, cho nên bây giờ có chết cũng không có chuyện gì quan trọng hết. Để thấy được thân là phù du, ngài quán chiếu ngũ uẩn giai không ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Theo quan điểm của Phật giáo là cái thân này được hình thành trên cơ sở của năm thứ, và nó tồn tại bằng sự hợp tác của năm thứ, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn. Đây là những thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo, quý vị có thể tìm hiểu ở các sách vở và từ điển. Thì ngài thấy năm uẩn này nó không chắc, nó không có thật, thì thân này có gì là bền. Cho nên cát sa mạc ngài nghĩ giống như là thảm cỏ xanh, sức nóng của sa mạc ngài nghĩ như mình đang quỳ ở trước sân rồng để mà nhận lấy chiếu chỉ của vua đi thỉnh kinh. Ngài có một cái suy nghĩ như vậy, cho nên cát mặc cát, nắng mặc cho nắng, cơn khát cháy cổ ngài cũng không để ý tới, vì ngũ uẩn giai không, thân này là phù du, cho nên tư tưởng của ngài thoát ra khỏi cái được và mất, sống và chết. Khi thoát ra khỏi như vậy, tâm của ngài chính thực là tâm rộng rang, cho nên bước qua được sa mạc một cách nhẹ nhàng, chứ không phải nhờ tề thiên đại thánh thần thông quảng đại hoàn toàn trong đại đường Tây Phật Ký, không có kể chuyện đó, mà là đạo diễn Dương Kiết người ta hư cấu thêm. Cho nên cửa chùa gọi là cửa gì? Đúng rồi, câu này nó đúng, là cửa không. Như thế thì Phật tử đi đến chùa đi với cái tâm gì? Chính xác. Chúng ta dùng một cái tâm không mới bước vào được cửa không. Dùng tâm không bước vào cửa không để chúng ta hội nhập được tất cả các pháp vốn không thực thể. Như vậy chúng ta cúi xuống lễ Phật, một lễ là lễ hằng hà sa số Phật, vì mình với Phật cũng đồng một thể tánh rộng lặng như nhau. Quý vị nhớ không? Các thầy trước khi lại Phật đều đọc Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Đó là muốn nhắc về cái tâm không và cái bản chất không của tất cả các pháp. Cho nên cửa chùa gọi là không môn hay là cửa không. Và chúng ta dùng cái tâm không đó thì tự nhiên chúng ta sẽ không vướng và chúng ta sẽ thanh thản, chúng ta sẽ an lạc. Cho nên quý vị cần phải dùng cái tâm không này khi về đối diện với đời sống thường nhật. Áp dụng được không? Khó quá à. Có cái cô kia cô nói, bây giờ con hỏi thầy nè, thầy dạy con coi tu cái kiểu gì mà tối nào ông chồng con cũng về, ông cũng xỉn hết là làm sao? Con thấy cái mặt của ông là con ưa không vô rồi, máu con nó muốn nổi lên rồi. Dữ quá. Phật tử gì mà hung dữ quá là hung dữ. Nhưng mà đó là cái lời nói bức xúc. Rõ ràng là cái vị Phật tử này chưa vận dụng được cái tâm không. Tại vì đang thấy có mà, phải không? Thấy có một ông chồng bê tha. Thầy bây giờ thử hỏi con nuốt trôi được cái cục tức đó không? Với cô nuốt được không? Vô chùa thì gặp bạn lữ cũng dễ thương, gặp mấy thầy, mấy sư cô cũng hiền lành, phải không? Còn về nhà toàn là thứ gặp rắc rối gì không à? Thì làm sao mình chịu được? Nhưng thực chất là cái tâm của chúng ta đang vướng vào cái có. Hãy vướng vào cái có thì đó chính là một mảnh đất màu mỡ cho cái tôi của mình bám gốc bám rễ, đâm chồi nảy lá. Hãy cái tôi mình phát sinh thì coi như sân si tật đố gì, ganh tị thương ghét gì là nó tràn ra như nước lũ qua bờ, nó nhanh lắm. Chúng ta không phải đơn giản là trợn con mắt lên mình liếc chồng liếc con gây gỗ người này người kia là mình nghĩ là nó xong đâu. Thực ra để trợn một con mắt lên, để nói một cái lời mà ăn hiếp người khác hay là lớn tiếng một chút, trong lòng của mình nó diễn biến ra rất là nhiều. Quý vị chỉ cần ngồi để ý thôi sẽ thấy. Ông đi đâu? Ông nói cho ra nha. Ông mà nói không ra đó, đừng có hòng. A Di Đà Phật. Bình thường thì niệm Phật, một câu niệm Phật miệng nở hoa sen, gặp ông chồng xỉn hoa sen nó tan tành hết, vì không biết thành hoa gì, không biết. Cho
Cho nên quý vị thấy thân phù du là một thực tế mà chúng ta phải công nhận, để chúng ta diệt trừ đi cái tâm tham của mình, để chúng ta không còn tham gì nữa hết á. Ngay nơi cái thân này trước cái đã, là cái mà mình cần phải xử lý. Thân của mình mà mình không có quyền, quý vị có quyền với cái thân của mình không? Có không? Ai nói mình có quyền với cái thân của mình đâu? Giơ tay thầy coi. Mình có quyền không? Mình có quyền sao mình không ở nhà, mình vô bệnh viện gì à? Để cho bác sĩ phải nghe, cắt cái chỗ này, mổ chỗ kia, phải không? Chứng tỏ mình có quyền với cái thân mình không? Mình có quyền mà tự nhiên bữa nay chóng mặt quá, đi không được, nằm chỗ, phải không? Mình có quyền với cái thân mình mà tự nhiên bữa nay mấy đứa này nó làm mình tức muốn chết luôn mà mình không la nó được. Vậy mình có quyền không? Không, chứng tỏ thân này mình cũng không có quyền. Thì như vậy mình còn có cái quyền gì trên cuộc đời này mà hở đụng tới tôi là không được? Tôi nói cho ông biết nghe, tánh của tôi là như vậy đó. Tôi sống tôi để bụng, tôi chết tôi đem theo. Này là trời gầm hổng nhã, phải không mấy bác? Còn gật đầu nữa, tội nghiệp. Thầy có hỏi cái bác đó, thầy hỏi bác cái điều gì mà làm cho bác suy nghĩ nhiều nhất trong cuộc sống. Bà nói con bây giờ con già, con hai thứ tóc rồi, con không có muốn cái gì nữa hết, nhưng mà con chỉ bực mình cái ông chồng thôi. Con nói khơ khơ vậy đó, ông đi đâu cũng được, nhưng mà ông đem thêm một người nào nữa về đây thì ông tới số với tôi. Bác trả lời thẳng thắn vậy đó. Thầy nói già rồi mà còn cái gì nữa. Bà nói già thì già chứ thầy, không tình cũng nghĩa chứ, cho nên là phải cẩn thận. Mà ổng là tánh tình của ổng trăng hoa lắm, đi đâu cũng có người, mà đi đâu khuất mắt về nhà này là không có được. Thầy nói thôi lo tu đi bác ơi, thân của bác còn không giữ được thì nó chỉ bác giữ ổng. Bà nói giữ nào chết thôi. Tự nhiên thầy nhớ tới cái câu của mấy người hồi xưa, sống đồng sàng đồng tịch thác, đồng quan đồng quách, phải không mấy chị? Phải không? Tức là sống thì cùng giường cùng chiếu, chết thì cùng hòm cùng rương. Trời, không lẽ ai mà để hai người chung một cái hòm chôn? Tự nhiên nó thác đồng quan đồng quách. Tại vì thầy nghe thấy cũng hay quá mà. Sáng trăng trải chiếu hai hàng, trên anh đọc sách dưới nàng quay tơ. Nghe nó mùi quá ha. Quay tơ thì giữ mối tơ, dù năm bảy mối cũng chờ mối anh. Nhưng mà tự nhiên bây giờ chả dục mình ngồi ở đây nổi móc nổi meo, đi đâu xứ nào, tức không thầy? Nó mấy cô đó tới kể cho thầy nghe, thầy thấy trời ơi sao mà tu hành vậy khổ quá. Thầy nói bây giờ cứ nghĩ giống như ảnh chết đi, cứ nghĩ là giống như ảnh không còn trên cuộc đời này nữa đi. Tại vì bản chất là vô thường mà, chứ nó thà là chết, chết thì cũng phải thấy xác rồi con đem chôn, chứ cái kiểu đó là không có được. Ai là người khổ đau nhất trong những cảnh này hả mấy chị? Ai khổ? Mình khổ, phải không? Còn người kia có khổ hay không mình chưa có biết, nhưng bản thân mình là cái người khổ đầu tiên nhất. Nguyên nhân của khổ đau chính là vì thấy mình không phải là phù du, và thấy cái tình cảm đó nó bền, nó còn mãi. Cho nên thấy thân của mình phù du đã khổ, bây giờ lại không thấy được cái tình cảm nó phù du. Đó là ý thứ hai. Thực chất trong cuộc sống này là cái tâm tính của con người, cái suy nghĩ của con người nó cũng phù du, nó cũng không có tồn tại, nó cũng không bền chắc. Sáng nắng chiều mưa đó, người ta hay nói là vậy. Tức là buổi sáng trời nắng, buổi chiều nó mưa, tức là thay đổi liên tục. Điều này rõ ràng thấy Đức Phật dạy mà, tâm con người nó vô thường, nó thay đổi, cũng giống như là ngựa chạy ngoài đồng quan, cũng giống như dượng nó chuyền cành. Nó đâu có ngồi yên một chỗ, lúc thì vui, khi thì buồn, phải không? Lúc Đức Phật còn ở đời, có một thiếu nữ nọ rất xinh đẹp, con của một nhà đại phú hào.
Thì ông này đem cái cô tiểu thơ này tới muốn gả cho Đức Phật. Tại vì ông này ông đi vòng hết rồi, ông cán rễ không có ai được như Đức Phật hết. Chỉ có ông Phật mới xứng đáng làm con rể ông thôi. Tại vì vừa đẹp, vừa tôn nghiêm, vừa giỏi giang, vừa có uy tín. Cho nên con gái của ông phải lấy Đức Phật làm chồng. Thì ông tới ông giới thiệu sản phẩm với Đức Phật. Ông đem cô tiểu thơ này đẹp sắc nước hương trời, đẹp lắm. Tới giới thiệu hết vậy ra từ A tới Z. Xong cái Đức Phật nói: tôi thấy không đẹp, bình thường thôi. Lời nói của Đức Phật như một ca nước lạnh tạt vào mặt của cô thiếu nữ này. Cậu cảm thấy cô bị sỉ nhục, tại vì đây là tài sản của quốc gia, nhan sắc của cổ, cô tự hào như vậy đó. Thế mà ông Phật ông chê, mà chê giữa hội chúng mấy ngàn người, cho nên cổ cảm thấy đây là một sự sỉ nhục lớn. Phải không? Phụ nữ mà chê xấu thì kể như là chung xuống địa ngục ở sướng hơn. Mặc dù không có đẹp, mà ta chê xấu không chịu, khổ vậy đó. Ở đây quý vị có mang bệnh này không? Có, thầy còn có, đừng nói. Ai mà chê thầy thiện thượng mà không có duyên là tự nhiên hơi quê nha. Đức Thế Tôn nó không đẹp. Chỉ có tâm hồn thánh thiện của con người mới là nét đẹp tồn tại với thời gian. Còn thân thể này chẳng qua chỉ là một xú bì nang. Xú bì nang là một túi thịt thối, một cái đải da thối. Bây giờ quý vị thử nghĩ cái mình lột hết cái da của mình ra, mình dám nhìn cái người mình không? Quý vị cứ ngồi tưởng tượng vì mình lột hết da ra, cho thịt nó đỏ quét ra, nó lòi ra hết giống như con tôm kho tàu vậy. Quý vị dám đụng tới không? Dám khen trời ơi cô đẹp quá, anh đẹp quá, còn đẹp không? Chưa kể tới chảy nước vàng, chảy mũ, chảy máu ra đó. Thì cơ thể mình đúng là một cái túi. Cái túi này nó được giữ rất là kỹ. Cái túi được may bằng một lớp da, và bên trong đó là nước này nước kia đủ thứ, màu đen, màu đỏ, màu trắng, cục này tròn tròn giống trái tim, cái kia dài dài, kia bao tử còn dài mấy thước kêu là ruột. Tất cả mấy cái đó ráp lại, gom lại, có một cái da nó bọc lại thành con người. Nghe thầy diễn tả thấy gớm không? Đó là sự thật. Đức Phật nói đây là một cái túi da thúi thôi, không có gì đẹp. Chỉ có tấm lòng thánh thiện, tâm hồn trong sáng con người nó mới còn mãi với thời gian. Cô tiểu thơ này nghe tức quá, quay ra xí một cái: xin lỗi, xí là thầy thêm vô chứ trong kinh không có. Trong kinh không có xí. Cổ quay trở ra với cái vẻ giận dữ. Cổ nói nhất định cổ sẽ trả thù Đức Phật. Cổ rửa cái món nhục này. Sau đó cổ làm quý phi, được vua chọn cổ vào cung. Thế là cổ lợi dụng cái tình cảm của vua, và cổ âm thầm cổ hại Đức Phật. Quý vị biết hại Đức Phật bằng cách nào không? Cổ thuê giang hồ, xã hội đen. Bây giờ mình kêu xã hội đen đó, chứ hồi xưa là không có xã hội đen, nhưng mà có gì? Lưu manh, côn đồ. Bà quý phi này bỏ tiền vàng ra thuê những kẻ giang hồ đó đón đường Đức Phật. Đức Phật đi tới đâu là đi tới đó, để mắng nhiếc, chửi bới, mạ nhục Đức Phật. Ông là đồ bò, ông là đồ ngu, ông là một cái đứa không ra gì. Mắng chửi rất là thậm tệ, trong kinh ghi lại rõ ràng như vậy. Tại lúc bấy giờ khi Đức Phật về tới thành Xá Vệ thì cũng bị như thế. Thì tôn giả A Nan mới quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn: thôi mình đi đi, đừng có ở đây nữa, ở đây nó không có thuận duyên. Đức Thế Tôn mới hỏi đi đâu. Tôn giả A Nan mới nói: mình có thể đi qua một cái nơi khác mà không có chứng kiến cái cảnh người ta mắng chửi mạ nhục như thế này. Đức Phật mới nói: nếu như tới nơi đó cũng gặp cảnh này nữa thì đi đâu? Tôn giả A Nan nói: mình đi chỗ khác nữa. Bạch Đức Thế Tôn: đi tiếp, đi chừng nào tới một cái nơi không còn nữa. Đức Phật mới nói: này A Nan, thực ra
nghiệp chướng mình đã gây, đã tạo, thì có đi tới chân trời gốc bể vẫn phải đối diện với nghiệp chướng, không bao giờ né tránh được. Lúc bây giờ A Nan mới im lặng. Đức Thế Tôn mới nói tiếp: con cứ nhẫn nại đối diện. Bây giờ về nhà, cảnh cũ diễn lại, màn xưa hát nữa, quý vị chịu được không? Chịu được, chứ không chịu rồi ai chịu cho. Có nhiều bác nói: thưa thầy, con chán quá, con muốn đi vô chùa cho nó thanh thản. Đi xong rồi con về nhà, con cũng thấy bực bội, nhìn cái mặt của ổng là con nuốt không vô. Thầy nói vậy chứ 40 năm trước gặp mặt ổng sao? Má nói hồi trước ổng đàng hoàng lắm thầy, nói một là một, hai là hai. Còn bây giờ đàn ông con trai gì, cái miệng bờm bép xép, đụng chuyện gì cũng nói như đàn bà. Thôi chết rồi. Hồi xưa toàn là thấy đẹp không, phải không? Thấy cái gì nó cũng đẹp hết, thấy cái gì nó cũng hay hết. Tự nhiên bây giờ thấy ổng cái gì nó cũng tệ hết. Đây là một cái nhìn, nó làm cho con người khổ hay là vui? Cũng là một con người. Nhưng mà trước đây mình nhìn mình thấy vui, thấy hạnh phúc, bây giờ nhìn rồi lại thấy buồn. Cũng một con người, tại sao có hai cái nhìn khác nhau? Có phải do mình không? Do cái gì ở mình? Quý vị trả lời thầy nghe coi, do cái gì?
Do cái nghiệp của mình phải gánh hả? Nói chuyện huề. Thầy muốn biết rõ hơn là do cái gì? Đồng ý là cái nghiệp rồi, nhưng mà do cái gì? Do cái tâm gì? Đúng rồi, tâm chấp ngã. Tôi muốn ông phải là một con người lịch lãm. Tôi muốn ông phải là một con người đứng đắn. Tôi muốn ông phải là một người đàn ông mẫu mực. Nhưng bây giờ ông lại nói năng câu đầu nó chẳng dính với câu sau. Đó. Rồi ở dơ, ở giấy. Rồi ngay gặp ai cũng qua lại hết. Ông mất đi cái phong thái ngày nào. Tôi không muốn như vậy. Tự hỏi cả tôi là ai vậy? Mà ngon vậy? Tôi là ai? Tôi chẳng là ai. Tôi chỉ là khách trọ giữa đường trần. Phải không? Chỉ ở một thời gian rồi ra đi. Khách trọ mà, chỉ ở lại quán trọ ven đường thì ở một thời gian rồi ra đi. Chứ không lẽ tới cái dành luôn cái quán người ta làm chủ quán à? Phải không? Cũng vậy. Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Đâu có bền, đâu có chắc. Cho nên tình cảm nó cũng thay đổi theo năm tháng. Tâm tánh con người nó cũng biến dịch theo thời gian. Không có chắc, không có gì là bền, không có gì là chắc hết. Vậy mà mình cứ bám vào những gì mình đang có. Đó là một sự sai lầm lớn trong quan điểm con người. Mà hễ mình có quan điểm sai lầm thì lập tức đời sống của chúng ta nó sẽ bị dao động ngay tức khắc. Lúc Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, có một câu chuyện rất là làm kinh động cho dân chúng của thành Xá Vệ lúc bấy giờ. Đó là chuyện của Hoàng hậu Khê Ma, vợ của vua Tần Bà Sa La, xuất gia và chứng quả thánh A-la-hán. Quý vị có nghe qua cái bà hoàng hậu này chưa? Tên là Khê Ma. Tức là bà hoàng hậu Khê Ma này không có thiện cảm với Đức Phật. Vì bà tự hào bà là một quốc sắc thiên hương. Tức là một phụ nữ có nét đẹp khuynh thành đó. Tức là cười cái là thành đổ thành nghiêng đó. Cười thêm cái nữa là tan tành xíu quách đó. Bà tự hào bà là một người phụ nữ hoàn hảo nhất. Như vậy mà không hiểu tại sao cái ông Phật này mắc cái nghiệp gì mà ông nói không có gì đẹp. Thậm chí ông Phật còn nói phụ nữ là trung tâm rắc rối. Cho nên bà dị ứng, bà dị ứng với Đức Phật. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La không biết phải làm sao, tại vì ông kính Đức Phật lắm. Không biết phải làm như thế nào để khuyên bà xã của mình quy y Tam Bảo. Mà bà tối ngày bà cứ sảnh sẻ, bà cứ chảnh lên chảnh xuống, bà là đẹp nhất trên đời. Ông tức mình quá mà không biết phải làm sao, nhưng mà vì vợ của mình mà. Thế là vua Tần Bà Sa La mới cho những cái người giỏi nhất lúc bấy giờ làm thơ ca đó, thì viết ra những cái khúc hát ca ngợi về Tinh Xá. Xin lỗi, Tinh Xá Trúc Lâm chứ không phải Tinh Xá Kỳ Viên. Thì hát hoài các bà nghe. Bà hỏi chứ Trúc Lâm là cái gì, ở đâu, thì mấy người nói Trúc Lâm là một cái nơi rất là đẹp. Lệnh bà có muốn tới đó không? Nơi đó là suối chảy róc rách cũng phát ra những âm thanh rất là đặc biệt. Rồi tiếng lá cây mà gió thổi nó chen lẫn với lại những tiếng chim hót rất là thánh thoát, như là chốn thần tiên. Bà nghe bà thích, bà đi tới liền. Tay bà tự cho bà là người của cõi trời xuống nữa mà. Thế là bà đi tới. Thì lúc bây giờ bà đi tới Trúc Lâm, bà giật mình. Khi bà thấy Đức Phật, bà đứng lại, bà không vô. Bà không chịu vô, bà đứng ở ngoài. Thì lúc bây giờ Đức Phật biết là Hoàng hậu Khê Ma đã đến. Cho nên Đức Phật dùng thần thông biến ra một cô thiếu nữ 17 tuổi, đẹp gấp 100 lần Khê Ma, đang đứng kế bên hoạt hầu Đức Phật. Bà thấy bà còn ứa gan hơn nữa. Bà nói cái ông này có tu hạnh gì? Chứng tỏ những gì mà đồn về cái ông này đó là không đúng sự thật. Giữa một ngôi Tinh Xá, 1250 thầy tỳ kheo tu hành như thế,
mà ổng lại sống hưởng thụ, có một cô gái đứng kế bên cầm quạt quạt cho ổng, chứng tỏ cái ông này không có tu gì hết, nhưng phải công nhận nhỏ đó nó đẹp. Và hoàng hậu bà cũng công nhận cái cô đẹp, thế là cổ chim bả chiêm ngưỡng cái cô thiếu nữ quạt, chứ không có nhìn Đức Phật, không thèm nhìn Đức Phật mà chỉ nhìn cái cô thiếu nữ đó thôi. Quá đẹp, từ nét mắt nét mũi cho tới tóc xõa xuống dưới lưng, rồi cái cách mà cầm cái quạt sao mà nó quý phái, nó thanh thoát. Đây phải là người của cõi trời phạm xuống, chứ còn trần gian không có một cô gái nào đẹp như bả. Là người đẹp mà, mẫu nghi thiên hạ đẹp nhất mà. Gương kia ngựa ở trên tường, nước ta ai đẹp được giường như ta, phải không? Con nhớ câu này ở đâu không? Mấy đứa này không có học rồi. Cái chuyện này bạch tiết cho bảy chú lùng, bây giờ chắc không có học rồi. Muôn tâu hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn. Quý vị nhớ không? Lâu lâu thầy hay nhớ mấy cái chuyện học hồi xưa. Thì bà tự hào bà đẹp, nhưng bây giờ bà thấy cái cô thiếu nữ này quá là đẹp. Đẹp một cách trong sáng, đẹp một cách thuần khiết, không một chút gợn bẩn dơ nào hết. Hoàng hậu Khema chiêm ngưỡng cái cô thiếu nữ hầu cạnh Đức Phật, tự nhiên sao bà chỉ chớp mắt một cái, thấy tóc ở trên người của cô thiếu nữ rớt xuống hết, lòi ra một cái đầu trọc, cái tự nhiên thịt ở trên đầu nó cũng rớt xuống, rồi mắt mũi gì nó rớt 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 từ từ xuống hết, còn là một bộ xương ngã ra. Khi bộ xương nó ngã rớt ra đó thì nghe sâu bò dán rồi, thì cái tự trong bộ xương nó bò ra, bà sợ quá, bà ôm mặt lại bà la. Bà thấy khủng khiếp quá, chưa bao giờ bà tưởng tượng ra một cái cảnh mà nó ghê như vậy. Một cô thiếu nữ đẹp tuyệt trần như vậy bây giờ trở thành một đống xương ngã ra, nó mục nát. Bà thoáng buồn. Người con gái này đẹp mình gấp trăm lần, thì mình có là cái gì đâu. Thế là bà quyết định bà đi vô bà đảnh lễ Đức Phật. Bà dấn an. Và Đức Phật mới nói cho bà nghe về nguyên tắc hình thành nên cuộc sống của con người bằng nghiệp chướng và cách nào để đối trị. Nghe tới đó bà chứng được quả dự lưu, tức là chứng được quả thánh thứ nhất, gọi là Tu Đà Quần. Sau khi bà chứng được quả dự lưu, bà quỳ xuống đảnh lễ xin được quy y với Đức Thế Tôn. Và Đức Phật thuyết cho bà Pháp Tứ Đế. Ngay lúc đó bà chứng được quả A-la-hán dù làm nữ cư sĩ. Đây là một cái trường hợp rất đặc biệt. Cư sĩ chứng được quả A-la-hán thời Đức Phật. Đó là Hoàng hậu Khema. Thì lúc bấy giờ bà xin xuất gia. Thì Đức Phật mới nói với lại vua Tần Bà Sa La, bây giờ có hai con đường để cho hoàng hậu Khema chọn. Một là nhập Niết Bàn, tức là sau khi chứng quả rồi nhập Niết Bàn chứ không thể trở về hoàng cung. Thứ hai là gia nhập tăng đoàn. Vua Tần Bà Sa La đồng ý và bà xuất gia. Xuất gia trở thành một trưởng lão ni với trí tuệ đệ nhất. Bên trưởng lão tăng đó là Tôn giả Xá Lợi Phất, và bên ni đó là Tôn giả Khema. Khi Đức Phật nói giáo pháp Tứ Đế, nói về cái khổ, bà thấu triệt được trên cuộc đời này không phải thân mình là giả tạm, là phù du, mà ngay cả cái tình cảm vợ chồng hay cha mẹ đối với con cái nó cũng không có bền, không có chắc. Rồi bà nghĩ xa thêm nữa và hiểu thấu được lời Đức Phật dạy là tất cả đều phù du, nó biến chuyển ngay trên vật chất. Đó là quốc gia, là sự nghiệp, là tài sản, cũng là phù du. Đây là điều quan trọng để đẩy bà đi tới đích chứng thật được quả vị thánh, vì bà thấy được nỗi khổ của cuộc đời là sự thật và không chừa một riêng ai. Lầu đài thành quách, rồi một phút cũng tan tành. Làm mẫu nghi thiên hạ, như một ngày kia cũng chỉ còn lại nấm mồ cỏ xanh. Là một trang quốc sắc thiên hương, rồi một ngày nọ cũng giống như thiếu nữ kia,
tóc sẽ rụng, răng sẽ rớt, mắt sẽ mờ, gối sẽ dùng, và giọng nói ngọt ngào thay cho những tiếng ho khúc khắc. Bà thấy rõ chuyện đó nó diễn trên cơ thể của bà, trong tâm khảm bà, và ngay nơi đó bà chứng nghiệm được cuộc đời là một sự đổi thay lớn, mà mình là những hạt bụi nhỏ trong cuộc đời đó. Cho nên chứng được quả A-la-hán. Quý vị thấy đó, có một lúc nào đó mình cũng đồng cảm với hoàng hậu Khema, phải không? Lúc nào? Lúc mình bệnh thì mình mới thấy thân này nó giả tạm. Chứ lúc mình khỏe mình có thấy thân mình giả không? Chứ còn điệu thấy mồ luôn đó mà giả cái gì? Phải không? Đi vô cái shop mua áo quần coi, đi lựa nguyên cái shop, người ta không có được bộ đồ nào dự ý hết, đi qua 4-5 cái shop mới lựa được. Thì cái đó là cái gì? Là điệu. Và điệu đó là cái gì? Là bản chất của tham nó chi phối. 3-4 cái shop quần áo là cả ngàn bộ đồ, vậy mà không có bộ nào mình dự ý hết, chứng tỏ là mình tham. Tham chấp. Chúng ta phải đợi tới gặp những cái cảnh khổ đau đó mình mới chứng nghiệm được, mới thấy được sự thật của cuộc đời là thân phù du. Còn bình thường khỏe mạnh thì chúng ta không thấy. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, mình không có cái khả năng giác ngộ cao như hoàng hậu Khema, nghe ra một lời giáo pháp là có thể ngộ được. Tới khi chúng ta tai trắng, chúng ta mới cảm nhận được cuộc đời này là giả tạm. Địa vị nó cũng không phải là dấu ấn của thời gian. Tài sản cũng không có khẳng định được gì trong cuộc sống này của bản thân mình. Khi chúng ta lâm vào những cảnh đó, chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu. Còn bình thường chúng ta không bao giờ hiểu. Quyền uy thế lực một ngày kia rồi nó cũng sẽ qua, cái thời nó cũng sẽ qua, chỉ còn có mình đối diện với cuộc sống thực tế. Nhưng khổ một điều là sự giác ngộ của chúng ta nó không có dài. Vì chính bản thân thầy cũng thấy, lúc bệnh thầy thấy thân này nó giả tạm, nó phù du, nhưng mà khi hết bệnh rồi cứ muốn tung tăng. Cho nên thầy thông cảm với quý Phật tử lắm, vì thầy là người xuất gia, thầy ở trong chùa thầy ý thức được tất cả các pháp là vô thường. Huống chi với Phật tử ở nhà, nào chồng, nào vợ, nào con, nào cháu, phải không? Rồi nào là tài sản, nào là vật chất, còn đủ thứ chuyện hết, làm sao mà chúng ta vượt qua được? Rất khó. Nó bám víu, nó níu kéo mình liên tục. Chúng ta bị cám dỗ, chúng ta không bao giờ mà tránh được. Lúc Đức Phật đang giáo hóa ở tại Kỳ Viên Tinh Xá, thì lúc bấy giờ có một thầy tỳ kheo nọ tu hành rất là tinh tấn. Thầy tỳ kheo đó xuất thân là một cái người đi cày thuê, nghèo tới mức chỉ có một cái khố rách để bận, rồi giác cái cày đó đi cày thuê cho người ta. Thì một bữa nọ có một trưởng lão đi ngang thấy ảnh vất vả như vậy, thấy thương. Và cái anh chàng mà cày ruộng này, cái đi cày thuê này, thấy thầy tỳ kheo này đi thông thả cho nên mới tới hỏi thăm. Và cuối cùng là ảnh muốn cắt chấm dứt cái đời sống khổ sở của ảnh. Ảnh xin xuất gia. Sau khi xuất gia xong, ở với thầy của mình 3 năm, được trưởng lão đó gửi về tịnh xá Kỳ Viên học đạo với lại các vị trưởng lão khác, và được gần Đức Phật. Thì khi về ảnh cũng đem theo cây cài với cái khố rách đó, ảnh treo lên một cái cành cây phía sau. Ảnh ở một thời gian, được Phật tử cung phụng cúng dường nhiều quá, thế là ảnh sanh tâm đắm nhiễm. Cái ảnh giật mình, ảnh sanh tâm đắm nhiễm, ảnh không muốn tu nữa, ảnh từ giả cái chiếc áo tu này, ảnh đi ra ngoài đó, ảnh lấy cái khố với lại cây cài, ảnh chuẩn bị trở về cuộc sống thế tục. Ảnh ở trong này gò bó quá, nhưng mà nhìn cái khố rách cái ảnh sợ,
cuộc đời của ảnh không có lối thoát. Lưng thì bán cho trời, mặt thì bán cho đất, tức là chỉ có khum lưng giữa nắng chang chang đi cày ruộng thuê cho người ta. Ảnh sợ quá cái ảnh quay trở lại, ảnh tu tập tiếp. Tu tập được vài ba tháng, cái tâm của ảnh khởi lên sự đắm nhiễm. Thế là ảnh đi tới đâu cũng được người ta cung kính dạ bạch đại đức. Cái thấy như vậy cái ảnh thích quá, cái ảnh đắm nhiễm vào trong đó. Cái thời gian cái ảnh chán, ảnh đắm nhiễm đã rồi ảnh chán, ảnh thấy cũng không có tự do gì hết, ảnh muốn đi ra ngoài. Thế là chạy tới ảnh coi cái khố với lại cây cài, mà cứ như vậy suốt ba lần. Thì các thầy tỳ kheo khác thắc mắc hỏi thầy tại sao mà thầy ra đó hoài. Thầy mới nói là tôi đi ra tôi tìm thầy giáo thọ của tôi. Thì mấy thầy tỳ kheo kia cũng nhiều chuyện với bà Tám mà để ý, thấy ổng đi ra cái cây đó, ổng dòm dòm lên cây cài với cái khố treo đó để đi vô, chứ có cái ông thầy giáo thọ nào đâu, vậy mà nói dối. Cho tới một ngày kia ảnh ra, ảnh nhìn thấy cái cây cài với lại cái khố treo nó đã khô đến mục rã rồi. Ảnh quay trở lại, ảnh dốc tâm ảnh tu hành, thế là ảnh chứng được quả A-la-hán. Thì mấy thầy tỳ kheo kia mới lên mét với Đức Phật, chưa biết ông thầy này chứng A-la-hán, mới nói là bạch Thế Tôn, thầy tỳ kheo đã nói dối hồi xưa chứ nhiều ông thầy nhiều chuyện ấn, cái chuyện gì cũng mét Đức Phật hết á. Thầy thấy cũng tội nghiệp Đức Phật ghê, 1250 vị tỳ kheo, ngày nào Đức Phật cũng phải làm quan tòa để đi xử án hết. Tại vì có nhiều thầy đâu có tinh tấn tu hành, rồi cứ ngồi nhìn quanh nhìn quất, rồi có cái tánh đủ thứ tánh á, người thì ham ngủ, người thì ham ăn, người thì đi chọc ghẹo người khác, người thì có nhiều tài sản. Lên mét Đức Phật, nói là ông thầy tỳ kheo nói dối. Tối hai thấy dài ba ngày, cái thấy ông ra cái gốc cây, ông đứng ông ngó quanh ngó quất, cái hỏi ông, cái ông nói là đi hỏi đạo, đi học đạo với thầy giáo thọ chứ không có cây gì. Cái Đức Phật mới nói có đó, đó chính là giáo thọ, và thầy tỳ kheo đó chứng quả A-la-hán. Nhưng mà không phải đời này thầy tỳ kheo đó luyến tiếc bị vướng bận, mà ngay cả đời trước cũng đã từng vướng bận. Đức Phật mới kể quá khứ, cái anh chàng cài ruộng này, anh thích đi tu mà cha mẹ anh không cho đi tu, bắt anh ở nhà học. Thì sau đó người cha chết thì ảnh phải vừa học vừa làm để nuôi mẹ. Thì bà mẹ bà cứ khóc ngày nào bà cũng khóc hết. Thì cái người con này mới hỏi tại sao mẹ khóc, bộ mẹ nhớ cha à? Bà nói không, bà khóc vì thấy con lớn rồi mà chưa có ai nâng khăn sửa túi. Thì anh chàng nói con không cần ai theo con hết trơn, con sống đây con chăm sóc cho mẹ trăm tuổi xong rồi con đi tu. Bà nói bây giờ đó, nếu thương bà đừng có để cho bà khổ bằng cách là cưới vợ. Anh không chịu, anh nói không, con nhất định con không cưới vợ, tại vì con thấy mấy người kia có vợ khổ quá, cho nên con thấy cái cảnh đó con ngán. Xin lỗi nha, thầy kể lại câu chuyện ngày xưa, chứ thầy không có nói xỉa, nói xối ai hết nha. Thì anh chàng này anh nhất định không chịu, mà bà mẹ bà cứ khóc lóc, cứ năn nỉ hoài. Cuối cùng á, là bà cưới một cô vợ cho cái anh chàng này. Bà nói bây giờ đó, con lấy vợ đi, rồi mẹ chết rồi con bỏ vợ cũng được. Trời, bà mẹ này bà ghê vậy, vợ mà giống như gà, như vịt vậy, muốn lấy, muốn bỏ bỏ à. Đố cái gì anh chàng này đồng ý không? Đồng ý không? Sao không đồng ý? Mẹ nói mà. Thế là đồng ý lấy vợ, qua năm sau bà mẹ chết. Thế là ảnh quyết định đi tu. Thì lúc bây giờ người vợ mới nói, thôi đừng có đi, bây giờ tôi có bầu rồi, đợi cho tôi sanh xong rồi hả, ông hãy đi tu. Thì cái anh chàng này nghe vậy thấy cũng tội nghiệp, thấy ở nhà nuôi vợ đẻ. Xin lỗi, thầy nói tiếng dân gian, nuôi cho vợ sanh con. Chứ dùng cái tiếng kia nghe nó nặng quá. Thế là ảnh ở nhà ảnh nuôi cho cái cô vợ này sanh con. Sanh xong đứa con rồi được chừng vài tháng rồi, thì đứa nhỏ nó khỏe mạnh rồi, ảnh mới nói thôi giờ ảnh đi tu. Cái cô này cũng mới nói, thôi mà đợi cho con nó dứt sữa xong rồi hãy đi tu. Chứ bây giờ nó nhỏ quá rồi, trời mưa trời nắng tới tôi không có làm được cái gì hết á. Ông nghe vậy thôi thấy cũng thấy tội, thấy cũng thấy thương, thấy cũng thấy bơ vơ, cho nên ở lại.
ở lại xong cái tới đứa nhỏ này vừa dứt sữa xong cái mang cái bụng 5 tháng nữa mà đâu có đi được, không có đi được, thì bà vợ bà có bầu 5 tháng nữa rồi sao đi được, thế là phải ở nhà nấn ná đợi bà vợ bà năn nỉ nữa, bà nói thôi lần này lần cuối đợi cho tôi khai qua nở nhị xong rồi ông hô biến. Anh chàng này nó không được rồi. Cái này gọi là màn hai cảnh một, nó được lặp đi lặp lại nhiều lần quá rồi, thôi không được. Thế là một đêm nọ, anh ta bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, đi vô trong núi, học đạo với các vị tu tập thời bấy giờ. Và sau một thời gian ngắn thì anh ta tu cũng có được sở đắc. Và Đức Phật nói tiền thân của cái anh chàng mà đi cày thuê này chính là cái người mà bị vợ níu kéo và anh ta khởi tâm lên tham đắm, cho nên đó chính là cái nhân để thành cái quả. Đời này anh ta tu tạm thời gian cái nổi chứng. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống này cái tham dục đó nó níu kéo mình liên tục, nó không để cho mình rảnh rang được chút nào hết á. Quý vị ngồi chút mỏi chân rồi thấy không? Thấy mệt không? Bây giờ làm sao cho hết mệt? Hả bác? Mỏi quá chịu không nổi phải không? Hãy mỏi thì kéo chân lên, đâu có sao. Tại vì cái máy nó chạy 6-70 năm thì nó mòn rồi, cho nên đâu có tốt được. Đừng có cái vụ mà quảng cáo 40 năm vẫn chạy tốt đó, không có đâu. Nhưng mà khi mình thấy mình mỏi đó là cái thân nó mỏi, tâm của chúng ta không bị vướng vào cái đó thì lập tức quý vị sẽ không bị mỏi dù cái thân mình nó mỏi. Nếu dùng cái tâm đó mà đối trị với lại tất cả những cái mỏi mệt, cái tham luyến thì như vậy quý vị sẽ được thắt cuộc đời này. Thân là phù du, tình cảm vật chất cũng phù du, địa vị giàu sang quyền thế cũng phù du, thì có xá gì ở trong cuộc đời giả tạm này mà chúng ta phải hơn thua, phải hận thù, phải dối gạt và phải đối phó với nhau. Quý vị nghĩ phải không? Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi. Hãy nó có đó, rồi nó tan biến đó, nó được đó, rồi nó mất đó, nó thành công đó, rồi nó thất bại đó, thì có gì để cho chúng ta phải hơn thua, phải hận thù. Trong thành công đã có mầm mống của sự thất bại, trong niềm vui đã ẩn chứa những giọt nước mắt khô rồi. Bên cạnh những nụ cười đó là có những giọt nước mắt khô rồi. Chúng ta phải liên tưởng được hai cái đó là bản chất của cuộc đời để cho chúng ta không bị nó chi phối. Nếu quý vị chuẩn bị được cái tâm đó thì ở nhà có gặp 10 ông chồng xỉn cũng chẳng làm gì được mình hết, phải không? Không phải là mình vô trách nhiệm, nhưng mà xin thưa, xỉn kể ông mắc mớ tới tôi, phải không? Không có là cái gì hết. Tâm của chúng ta sẽ không vướng bận bởi cái xỉn, cái say, cái tỉnh táo của ông, không có gì hết. Nói như vậy chứ thực ra khó lắm ấy, chứ không phải dễ đâu nha. Rất là khó. Tại vì mình là gì? Là chúng sanh hữu tình, tức là luôn có một cái sự suy nghĩ bằng cái tình. Tình này là cái tình thức, là cái sự phân biệt. Hễ có phân biệt lập tức chúng ta có sự chọn lựa. Chứ ai lấy cái xấu, mình thích cái tốt mà, đúng không? Ai muốn cái dở, mình muốn cái hay không à. Nhưng cội gốc của sự phân biệt và chọn lựa đó vẫn là vô minh tham ái. Ngẫm lại cuộc đời của mình coi chúng ta đã bao nhiêu lần tham rồi. Tham quá trời quá đất, phải không? Tới khi vô chùa rồi có tham không? Sao không tham? Thầy còn tham nữa không? Ít nhất cũng bận bộ đồ đẹp một tí. Chứ đi lên đây mà bận cái bộ đồ mà nghe cái cổ này nó đen thù lùi như đeo dây chuyền, sợi dây xích nó sẽ gớm chết đi. Rồi cũng phải có sao chuỗi cho nó điệu điệu một tí. Quay phim lên cho nó đẹp một chút, phải không? Nó mới nãy sư bà xếp thầy ngọn bên thì đâu có chịu, thầy nó cho vô chính giữa đi cho nó đẹp.
Thật ra vô chính giữa để quay thấy được hình ảnh của Đức Phật ở trên luôn, lấy được cái nguyên cái bối cảnh của chánh điện mình thì nó sẽ hay hơn. Cái tham này nó khó vô cùng, không dễ gì chúng ta bứt phá ra. Cho nên lát nữa quý vị xuống ăn cơm quá đường, chúng ta có 5 phép quán đó, quý vị nhớ không? Trong 5 phép quán đó vị nào nhớ? Phép quán thứ 3 là ngăn ngừa tâm của mình để tránh xa những lỗi lầm. Vì sao? Tham là cội gốc. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Năm phép tưởng này chúng ta cần phải nhớ trong cuộc sống, và nhất là trước khi ăn. Tâm tham này nó ghê gớm lắm, nó làm cho chúng ta phải phiền não, làm cho chúng ta phải mệt nhọc. Thầy thấy có nhiều người khó chịu lắm nha. Như cái gia đình đó, thỉnh thầy tới ăn vị Phật, thầy đi tới thầy mệt vô cùng. Nguyên một nhà ha, vợ chồng con cái cháu chắc về 20 mấy người đứng xếp một hàng vậy, bận đồ lam hết nha, chắp tay. Thầy vừa tới cái A Di Đà Phật, chúng con xin được cung đón thầy. Trời, bài bản dễ sợ. Vô cái bắt đầu cái người con trai lớn phải dẫn thầy đi tới chỗ nào ngồi. Rồi xong á, quý vị biết á, cái người con gái kế bưng nước ra mời thầy uống đó, cái bánh liếc một cái tự nhiên thầy thấy bưng cái nước đó xuống, cái hơi cái bưng lên, cái bưng cái ly khác, cái bánh liếc một cái nữa, cái thầy thấy bưng cái đó xuống, cái bưng cái khác lên, cũng cái ly cũ nhưng mà cái dĩa lót đến ly khác. Rồi thầy nói cái bà này, bà mà làm thủ tướng thì cái nước này nó chết hết. Chứ có bưng cái ly nước lên cho ông thầy thôi, mà phải bưng phải đúng ý là cái ly đó, thì cái ly đó phải được để trên cái dĩa đó, và phải để vào cái góc đó chứ không được để ở cái chỗ này. Cái đó là do đâu ra? Do cái ý của mình. Cái ý của mình nó lớn quá. Chỉ cần rót một ly nước tới ông thầy muốn uống cho nó hết khát cho rồi đi. Không, xin lỗi, cung kính quý thầy thì đúng, nhưng mà cái đó là nó quá cầu kỳ. Rồi xong á, thầy vừa bước chân xuống cái tự nhiên có một đôi dép để đó cho thầy mang, một đôi dép khác, đôi dép đẹp lắm mà thầy không có dám mang. Biết làm sao không? Đôi dép đó làm bằng cái lông con thú á, nó mềm lắm, ở trên đó còn gắn thêm 2 con thỏ nó nhìn nhí nhảnh ớn luôn. Rồi làm sao thầy dám mang? Rồi làm sao thầy dám mang, quý vị biết không? Xong rồi á, thầy đi vô cái nhà đó thầy mệt quá là mệt, mệt cái cách cầu kỳ á, một tiếng cũng A Di Đà Phật, kính bạch đại đức, con xin thưa với đại đức là thỉnh đại đức qua bên đây dùng cơm. Nghe xong muốn xỉu. Là thôi cứ nói dạ thưa thầy, con mời thầy dùng cơm, cứ nói xong rồi. Nghe nói thầy mệt quá là mệt đi. Xong rồi, dạ kính bạch đại đức, thỉnh đại đức qua phòng bên đây nghỉ mệt. Trời ơi, nghe thì mệt quá. Cầu kỳ cái gì mà quá trời quá đất vậy. Trong khi mình tu hành á, là mình cần cái sự đơn giản. Nhưng mà thầy mới thấy thầy là chúng sanh. Xong rồi thầy đi tới thầy an vị Phật cho một cái nhà kia. Trời ơi, thầy nói nó xề xòa một cái chưa từng có. Ông chồng còn mặc quần xà lõn ra đón thầy nữa. Trời, thầy nhìn một cảnh tượng hải hùng. Trời đất quỷ thần ơi, ông bận cái áo thun nó còn dính nhớt dính nhau nữa, đi làm ngoài ruộng về mà bông quần xà lõn tới tay chân lên thường. A Di Đà Phật con chào thầy. Tự nhiên chạy vô tắm buổi chạy ra cũng quần xà lõn. Ông nói xin lỗi nóng quá, để cái thầy con mời thầy ngồi ở đây uống nước. Cái ông ngồi xuống, cái ông lấy cái bình trà ông rót ra, thầy không dám uống luôn. Quý vị biết cái ly á, mà nó đóng cái bợn vàng khè thấy mà ghê vậy. Cái ly trong trong về mà nó đóng vàng vậy nhìn thấy ghê quá, sao dám uống. Thầy nói mới nãy bên cái nhà kia thì cầu kỳ, bưng vô bưng ra 3 cái ly nước mình mới uống được, đằng này cái ông này cũng rót cho mình cái ly nhìn thấy ghê vậy. Xong cái bà vợ nó dạy, thế thầy con chuẩn bị xong bàn Phật hết rồi, mời thầy ra cúng. Trong khi bên kia là sắm khai lễ quỳ xuống cả nhà, A Di Đà Phật, kính bạch đại đức, đạo tràng chúng con đã chuẩn bị trang nghiêm, thỉnh đại đức niêm hương bạch Phật. Rồi đảnh lễ 3 lễ, trời, thầy thấy nó bài bản dễ sợ. Tự nhiên qua nhà này, 2 vợ chồng ông này làm giống như thầy tự ở trên vực thẳm mà rớt xuống dưới cái hố sâu vậy. Lúc đó thầy mới thấy cái lòng của mình, thầy đúng là phàm phu, phải không? Đúng là phàm phu, rõ ràng mình không có tu khỉ gì hết trơn á, trời á.
bên cái nhà kia cầu kỳ quá thì mình thấy mệt, còn qua cái nhà này thì đơn giản sơ sài quá thì mình thấy kỳ. Trong khi cuộc sống thì nó giả tạm, tất cả những gì diễn biến trước mặt của mình ra gọi là gì? Là pháp. Mà các pháp thì do đâu? Do duyên sanh, rồi nó cũng sẽ theo duyên mà diệt. Chúng ta đọc kinh Niết Bàn rồi, chư pháp tùng duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Nếu chúng ta thấy được các pháp do nhân duyên mà sanh ra thì các pháp đó chúng ta cũng phải hiểu theo duyên mà nó diệt đi. Nó đâu có gì tồn tại. Pháp ra là phương tiện, pháp là quyển hóa, là không thật. Được Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, ví như là gì? Như ánh chớp, như là bọt nước, nó không có bền. Mà mình thì mình thấy nó bền, mình thấy nó chắc. Tại vì sao? Trời ơi, thầy Thiện Thuận cũng VIP lắm chứ bộ. Đó. Quý vị biết á, bữa hôm đi ra ngoài thành phố Buôn Mê Thuột giảng đó, thầy xúc động vô cùng. Nguyên một cái đạo tràng đó, 50% là người dân tộc, họ quỳ hai hàng từ ở ngoài đường vô tới trong chùa. Trời, thầy không dám bước luôn. Thầy phải năn nỉ họ đứng lên, mà nhất định họ không đứng là không nha. Họ không chịu đứng, họ quỳ xuống mà họ thỉnh vậy đó. Mà trời nó cũng nắng chứ bộ, chứ đâu có phải mát đâu. Đó. Tự nhiên cái mình thấy mình bé nhỏ quá, chứ đâu có là cái gì ở đâu. Vậy mà quý vị biết không, cái hình ảnh đó nó dính vào trong tâm mình, khởi lên một ý niệm, chứ sao đón mình là phải long trọng như vậy chứ. Ít ra cũng giống như bình quang, có lọng rước, có tàn che được. Mà không biết che ai, không biết nó đi cái khơi không. Cái ngã, cái tôi đó, nó giấu mặt kỹ vô cùng, nó lang thang khắp nơi. Khi chúng ta phát hiện ra, thưa đại chúng, đã thành nghiệp. Tại vì mình khởi lên cái tâm ưa thích, không, mình có một chút tự mãn, có một chút thích thú, thì như vậy chúng ta đã tạo ý nghiệp. Dù chưa biểu hiện qua bằng hành động hay là bằng lời nói, nhưng ý nghiệp đã hình thành thì coi như chúng ta phải gánh lấy cái hậu quả mà thôi. Đó là điều chắc chắn, không thể nào chối cãi được trong cuộc sống này. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thực ra không phải là chúng ta tu tập là biến mình trở thành người vô cảm. Đây là một cái sự hiểu lầm. Cứ cái kiểu là các pháp là giả tạm, những gì nó không thật là bỏ hết, mình không màng, không cần, rồi mình biến mình trở thành gỗ đá. Phải không? Không phải như vậy. Hoàn toàn không phải như thế. Mà chúng ta tu tập là chúng ta biết hết tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống mình, biết một cách trung thực. Buồn, chúng ta biết buồn. Vui, chúng ta biết vui. Thành công, chúng ta biết thành công. Thất bại, chúng ta biết thất bại. Trẻ đẹp, chúng ta biết trẻ đẹp. Già nua xấu xí, chúng ta biết già nua xấu xí. Chúng ta phải biết một cách chính xác, trung thực, nhưng phải khách quan. Người hành giả tu tập không bị những cái biết đó chi phối ngược lại mình. Như vậy người đó mới rộng rang bước ra ngoài những ràng buộc của đời thường. Như vậy mới có thể tự tại giữa những trói buộc và hạnh phúc giữa muôn trùng khổ đau. Chứ ai đem tới hạnh phúc cho mình? Ai đem tới nụ cười cho mình? Thực ra không có. Người ta đem tới cho mình chắc chắn có điều kiện. Quý vị đồng ý không? Người ta đến với mình với một tâm niệm tốt, với một hành động đẹp, với một việc làm có thể lợi cho mình. Sau đó đều có một điều kiện. Đó là một sự thật, chắc chắn như vậy. Chứ không có ai mà tốt cái kiểu như Bồ Tát đâu. Đời này Bồ Tát chúng ta không thể nào mà có cái phước để được gần các vị Bồ Tát nhiều đâu. Các vị đó âm thầm đến trong cuộc đời, rồi bằng cái nguyện lực của mình chia sẻ nỗi khổ với chúng sanh, rồi lặng lẽ ra đi. Chúng ta muốn đền ơn đáp nghĩa cũng không được. Đó mới là Bồ Tát. Còn ai mà mới làm có ba mớ chuyện, cái vỗ ngực xưng tên, tôi làm như thế này, tôi làm như thế kia, xin thưa tôi đó chẳng là cái gì hết.
tôi, danh tôi, lợi thì có. Công đức bố thí chính là ở chỗ nào? Thí mà không thấy mình thí, cho mà không thấy người nhận, và không thấy cái tài vật của mình đem cho người khác, đó mới được gọi là bố thí. Tất cả chúng ta ở đây tu mà không thấy mình tu, đó mới được gọi là tu. Mới đi thọ bát quan trai có 2-3 bữa cái chảnh lên, tôi đi tu ở nhà, tôi đi tu ở chùa Bình Quang á nha, bữa nay tôi đi tu bát quan trai nha, đi thọ bát quan trai mà cả sớm nó đều biết à, xong rồi về nhà có nhịn chồng câu nào đâu, đi tu làm quỷ gì, phải không? Bữa hôm đó có một cái chị Phật tử đi tới chùa thầy, thầy đâu có biết nhà của chị đó là ở đâu đâu à, mà thầy biết cái gia đình đó thì hiền lành đạo đức lắm, thì bà cái gia đình đó vừa đi ra cái tự nhiên có một cái đoàn khác đi vô cái gặp chào hỏi, cái xong á cái gia đình sau nói trời ơi cái bà đó bà hung dữ nhất sớm con á thầy, nguyên một cái sớm đó nhà nào bà cũng gây lộn hết trơn á, nó có một đứa con mà đứa con của bà nó phá phách, nó quan tàn lắm, nó đi tới đâu nó gây gỗ là bà đi tới nhà đó bà chửi, bà chửi người ta, còn bà vô trong chùa đó sư cô chưa kịp chào bà đó bà chửi, bà nói hồi xưa nghèo quá thì gọi điện tới tôi ngày một, tự nhiên bây giờ cất cái chùa giàu đâu thèm ngó tới mặt tôi. Nó bà bằng áo tràng từ nhà bà đi tới chùa bà tụng kinh, là từ chùa bà đi về tới nhà, cho nên cả xóm này ai cũng biết bà tu hành hết trơn á. Nhưng mà con hỏi thiệt với thầy, con nói thiệt cho thầy nghe, nguyên cái xóm con không ai gây lộn lại bà. Cho nên quý vị biết, khi mà chúng ta phát tâm chân chánh để tu tập hay làm một cái điều phước thiện nào đó, chúng ta đừng kẹt vào ở trong hình thức và đừng kẹt vào ở cái dụng tâm của mình. Vì mình vướng vào cái đó thì chúng ta vô tình sẽ mở ra một lối đi rộng rãi cho bản ngã. Bản ngã mình bắt đầu nó đi trên đó là nó ung dung tha hồ mà múa gươm hay là vung đao lên. Thì như vậy chúng ta chỉ còn lại nghiệp chướng. Do đó khi chúng ta dụng tâm chân chánh thật sự tu học thì xin thưa đời này có mấy trăm cái phù du cũng chẳng làm cho chúng ta đau khổ. Thân phù du cho mày phù du, tâm phù du cho tâm mày phù du, quyền thế địa vị phù du cho nó phù du luôn, vật chất phù du cũng cho nó phù du. Chỉ còn lại tâm chân thật thì phù du hay không phù du chúng ta cũng tu tập tốt. Đó là bước tu cao nhất sau khi chúng ta thấy được đời là phù du. Vâng, chúc quý vị được an lạc giữa cuộc đời phù du giả tạm này. Và còn 5 phút nữa để giải đáp một ít thắc mắc. Quý vị nào có thắc mắc thì xin đặt câu hỏi. Bạch Thầy, có một Phật tử có nhân duyên ở phương xa về và lần đầu tiên được gặp Thầy, và cũng có nghĩa là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm rời xa quê hương thì trở về, và đang có một cái thắc mắc đề nghị em bước lên trên này, có câu hỏi gì đó em có thể nói lên để cho Thầy giải đáp và đại chúng cùng nghe. Con xin phép được hỏi Thầy, trước khi Thầy quy y, Thầy có yêu ai chưa? Té ra là muốn biết người yêu của Thầy đúng không? Vậy thì coi cái đĩa lời hối lỗi, kiếm cái đĩa lời hối lỗi coi đi, Thầy giải thích để Thầy chỉ coi người yêu của Thầy là ai. Tại vì cách đây 4 năm đó Thầy có đi ra đảo Lý Sơn giảng, mà bữa đó Thầy có đi với lại nữ nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết. Thì đi ra trễ, đi chuyến bay nó trễ đi, cho nên là không có được đi bằng cái chiếc cano mà an toàn, và phải đi bằng cái chiếc tàu đánh cá. Mà quý vị biết cái tàu đánh cá từ Quảng Ngãi mà đi ra đảo Lý Sơn nó xa lắm. Mà bữa đó biển động nó trồi lên trồi xuống vậy, Thầy muốn ói quá Thầy chịu không được. Tại lần đầu tiên đi tàu, Thầy ngồi đó, Thầy ráng Thầy ngồi cho nó tỉnh. Thì xung quanh Thầy có mấy em đó nít, mấy đứa con trai nó 19-20 tuổi vậy, nó bu xung quanh nó cứ hỏi lung tung, Thầy mệt mất chết vậy đó. Mà cũng phải trả lời. Quý vị biết nó hỏi gì không? Nó hỏi anh có người yêu chưa mà anh vô chùa vậy? Nó kêu Thầy bằng anh. Nó hỏi vậy đó, anh có người yêu chưa mà vô chùa vậy? Thầy nói có rồi. Tại vì Thầy nó trả lời không thì nó sẽ hỏi tới, mệt quá Thầy nó có rồi. Nó nói chắc người yêu của anh đẹp lắm hả? Thầy nói ờ. Nó nói có thể cho nó biết không? Thầy nói được rồi. Thầy lên đảo Lý Sơn, Thầy tới chùa đó, tới đi Thầy dẫn thì giới thiệu cho người yêu của Thầy. Nó đi tìm tới đó nha. Nó tìm tới luôn, Thầy dẫn vô Thầy chỉ Đức Phật, người yêu của Thầy.
Trời ơi, nghĩ làm sao vậy? Con ta đi tu từ bé mà, hỏi có người yêu không? Hỏi câu này nghe nó bối rối vô cùng. Dạ thưa cùng tất cả quý Phật tử, thực ra đó, quý vị ảnh hưởng cái tuồng cải lương lan và điệp nó nhiều quá rồi. Cho nên hãy thầy nào trẻ trẻ đi tu cái dến vô mặt hai chữ thất tình, phải không? Làm gì thất tình đi tu? Trời ơi, tâm mình nó buồn, vô chùa nó vui không? Vô chùa làm sao vui được? Không tin quý vị vô nhìn mấy sư cô, coi người nào người nấy cái mặt chim bỉm mà. Còn mấy thầy thì lặng lẽ thì làm sao vui? Xin lỗi quý cô. Tức là cảnh chùa nó không có vui, chuông mỏ nó cũng buồn, rồi các tượng thờ cũng buồn, không gian xung quanh nó cũng lắng động. Mà mình mang một cái tâm hồn bệnh hoạn buồn như vậy, mình vô chùa mình tu được không? Một gánh buồn đã muốn chết rồi, vô chùa thêm một gánh nữa rồi, cho chết luôn á chứ, phải không? Cho nên thất tình không có tu được. Những người rất yêu đời mới tu được. Trả lời câu này tức quá, phải đứng lên. Quý vị biết á, những con người phải nó có nghị lực phi thường mới có thể tu được, mới có thể xuất gia được. Còn mà thất tình mà vô chùa đó không có được đâu, thiệt. Tại vì chùa thầy từng có mấy anh mà thất tình đi vô chùa mà ngon lành vậy, đẹp trai cao ráo làm giám đốc vậy, thưa thầy cho con xin xuất gia, sàng tới sàng lui té ra người ấy sang ngang. Trời ơi, tự nhiên ta sang ngang cái vô chùa tu, và tu vài ba bữa cái vui, cái hết buồn, cái trở về. Tu vậy làm gì? Cho nên chắc chắn ở trong chùa không thể nào nuôi dưỡng được những tâm hồn bệnh hoạn kiểu đó. Thất tình là chắc chắn không có tu được ha. Phải rất là yêu đời đó. Quý vị biết không, thỉnh thoảng thầy đi cái tự nhiên cái có đám quỷ đó, tự nhiên đứng vào trước, Lan ơi mở cửa cho điệp vào, tự nhiên gặp thầy cái nó hát vậy à. Thầy nói mấy cái đứa này nó khùng gì đâu. Như bữa đó thầy về Vĩnh Long thầy giảng, tự nhiên có mấy cái em đó, sư phụ một lại này xin được giả biệt ân sư. Tự nhiên nó hát cái câu trong tuần cái lương vậy đó, áo cà sa con xin gửi lại. Lãng dễ sợ là lãng vậy. Hễ mà mấy thầy trẻ trẻ, mấy cô trẻ trẻ đi tu cái là dán vô cho hai chữ thất tình à. Đúng là mấy thầy vẫn có tình yêu, mấy cô vẫn có tình yêu, nhưng mà yêu đời yêu đạo lẫn non sông, chứ chẳng yêu chi khách má hồng. Xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta quỳ lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, với thời giảng sáng hôm nay Đại Đức dành cho chúng con những tràng cười thật là thoải mái, và những nụ cười này chúng con nghĩ rằng còn hơn 100 thang thuốc bổ, khi người nào đã nói rằng một nụ cười hơn 10 thang thuốc bổ. Nhưng chính với lời giảng của Đại Đức sáng hôm nay đã đi vào cuộc đời chúng con, trong cuộc đời của những người Phật tử đang cố gắng tu tập từng bước một để sửa sang mình. Qua tham khảo một số ý kiến là Phật tử đang khao khát, mong ước được Thầy ở lại với chúng con thêm một buổi chiều, tuy rằng ít, nhưng mà đó là một món quà quý giá đối chúng con, bởi vì rất hiếm khi cung thỉnh được Thầy về Bình Quang, nhất là trong cái khóa an cư kiết hạ. Không biết Đại Đức có nhận lời đối với Phật tử chúng con hay không? Mặc dù đó là ý của Ni Trưởng và Đại chúng Bình Quang, nhưng thực tế là với 300 con người ở đây đều đồng lòng mong ước cung thỉnh Đại Đức hoan nghỉ ở lại với chúng con buổi chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Quý vị từng quen kêu Thầy là Thầy Bóng Mây đúng không? Mây mà đứng lại không gọi là mây, phải không? Thôi thì cho mây bay lang thang đi. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn cái chân tình của quý Phật tử cũng như nhân duyên mà của Ni Trưởng tạo cho chúng tôi. Phải nói là tới với Bình Quang với những cái nghi thức đón tiếp và với cái sự nhiệt tình của quý vị làm cho Thầy cảm thấy đây rõ ràng là một đạo tràng tu học nghiêm túc. Cho nên Thầy xin được phát nguyện có một nhân duyên không xa quay trở lại cùng tu tập với lại quý vị, dù chỉ là một lần nữa trong cuộc đời phù du này. Quý vị đồng ý không? A Di Đà Phật. Nguyện đem công này hướng về khắp
tất cả